Cái gì vậy trời? Chưa gì khổ rồi. Tại sao những cái thử thách dễ dàng thì không bao giờ giao cho tôi? Những cái gì mà liên quan tới an toàn tính mạng của cha sắp nhỏ ở nhà thì lại giao cho mình. Trời đất ơi, ăn bình thường không ăn, ăn bằng đàn ủi. Rồi bây giờ tôi đã mua sẵn một số thức ăn để tìm đến một người anh em rất là thân thiết và hy vọng có sự tốt bụng của anh ấy. Anh ấy có thể dễ dàng hy sinh làm chục bạch thay cho tôi. May nữa hả? May. Thì mấy vụ ăn uống phải nhờ May mới hợp. Kỳ quá, mấy em mới khỏe lại. Cái gì má? Cái gì đây? Đang làm gì? Trong phòng tôi mới mang đồ ăn tới đây. Làm việc gì giờ này? 12 giờ làm việc gì nữa? Trời mới không... Trời. Ở đây chuyên nghiệp ha. Tập trung nha. Có một khán giả gửi thư yêu cầu đến hỏi chương trình mình á, là cái hám tử có thể chế biến đồ ăn bằng cái bàn ủi không? Bàn ủi, hiểu không? Bàn ủi. Bàn ủi, bàn ủi rồi bàn ủi đâu? Mượn chị ba chị bảy gì ở đâu đó cái bàn ủi đi. Anh Hoài là chuyên môn bác xe mà. Công ty ai mang bàn ủi tới? Đây mình tiếp rất là nhiều khách là nghệ sĩ cũng quay hình tùm lum hết, hiểu không? Thì cũng phải có bàn ủi để ủi đồ cho nghệ sĩ chứ. Còn nghĩ làm sao mà nấu bàn ủi được trời ơi. Giờ cái nghĩ coi, cái bàn ủi nó như thế này nấu nào, đặt cái nồi vô đâu hả? Cái gì? Thằng nào hồi nãy mới nói là bàn ủi kiếm ở đâu? Mà thay bây giờ tự nhiên móc ra được cái bàn ủi. Cất đi. Hay à, quá. Cái bàn ủi này để dùng rõ ràng có bí kíp bị giấu ha. Tại sao? Giỡn mặt ha. Tôi tìm đúng người rồi. Nóng không? Nóng rồi đó. Ui, đó, để tay lên là phỏng luôn á, chứ đừng giỡn mặt. Okay. Ăn xong có bị gì không? Đây, công nhận nha. Công ty mình dễ thương ha. Làm kệ ha. Đang vô đợt cao điểm này, mọi người tập trung làm. Bây giờ ráng im. Dạ, nhiều vô quán quá hả? Ừ, cho nên không ai quan tâm tới người khác làm gì đâu. Đó. Ờ, nhìn lên xem nó cháy giết. Không, cái này độc lắm. Được. Phóng thiệt á, nó phóng thiệt nguyên đường. Còn cái chín luôn, còn cái chín luôn. Chờ người ta phải lắp cái bạn vô trước khi anh ngắm vô chứ. Nghe tiếng xèo xèo chưa? Được chưa? Cái thần thần đó bà. Ê, chưa dầu chưa sôi mà đổ. Chưa có nóng mà. Mùi quá à. Mùi cái gì? Chịu khó đi, mùi gì? Thôi quá hả? Vui chứ bây giờ nấu ăn vui vậy luôn á. Cái gì đi mà... ra đây ngay và mau. Trời ơi, đồng nghiệp nhau mà không có tình đồng hương gì hết. Giờ ra đây là chắc chắn không đuổi luôn á. Mà đây an toàn. Sao an toàn? Tôi thấy cũng vậy mà. Nhìn đi, mình trái chứ trái. Lỡ có trái mình lấy giò mình xịt liền, hiểu không? Ờ. Hai ba. Ồ. Người ta là thịt bò. Mấy chưa được, chưa được. Im lặng nghe rồi. Biết đâu. Sao ủi cái trứng ta? Cần hơn vụ là bỏ 35.000 ra ngoài ăn cơm cho rồi đúng không? Bởi vậy người ta ra ngoài người ta ăn cơm cho rồi, tự dưng đem đồ ăn về văn phòng làm chi? Không mà vì khán giả thôi, vì yêu cầu của mọi vì khán giả mà tôi bị phỏng rồi nè. Rồi lát hồi cậu cắt vô tay một phát máu tóe ra. À là coi miệng nha, cái miệng nha. Thơm không? Miếng thịt đâu rồi? Thơm. Miếng thịt đâu? Chảo kìa. Hả? Chào. Miếng thịt đây rồi. Nó chưa chín không ơi. Chắc tôi mở quán vậy quá. Đồ này mẹ phải không? Thịt heo mà ăn sống là chết đấy. Trời ơi, miếng sườn luôn. Có nào mà... Không mà hả? Cái gì? Hả cái gì? Tôi nhớ tới một cái chuyện này rất là lạ. Không biết có liên quan không? Có một hôm tôi đi quay một cái chương trình nọ về một cái gọi là một cái nhà hàng nọ. Tự nhiên tôi thấy cái ông đầu bếp ổng xách mấy cái bàn ủi vô trong nhà bếp. Bàn ủi? Ừ, ổng xách bàn ủi vô trong nhà bếp. Tôi không biết ổng xách vô để làm cái gì. Thì sao nãy giờ không nói? Tại giờ mới nhớ ra. Giờ cũng phải bưng đồ ăn lên hỏi người ta. Chứ biết chứ. Bưng này chứ, thì mình đã đến hỏi người ta rồi còn đòi lấy đồ ăn của người ta nữa. Quá nắng bể đầu. Có ai vô nhà hàng mà đi kiểu này không chơi? Bếp đây là bếp nhà hàng. Chứ dạ, đồ ăn bằng bàn ủi. Bếp trưởng. Đây bàn ủi của mình. Đó kìa bàn ủi kìa. Ô, kìa ký ức tuổi thơ ùa về. Ngày xưa nhớ nông. Trong nhà có cái bàn ủi này. Đúng rồi. Quá ta. Em cứ tưởng là bàn ủi bằng điện. Cái nghĩ họ chết là tốn điện chết. Nờ, có ủi trứng được không anh? Ủi trứng không được. Không cần luôn. Nó sẽ bể. Dạ. Heo chắc được không anh? Heo thì nó sống. Nói chung là cái gì không được là tụi mình làm hết rồi đó.
Ướp trong bao lâu anh? Ướp khoảng mình rắc xong rồi bán cho khách luôn. Anh làm cái số gì mà sướng quá vậy anh Hoàng? Sướng đâu? Đi ăn gư rư. Trời ơi. Ủa, mà thí dụ như vậy giờ em muốn ăn liền được không anh? Tại nhìn thấy thèm quá. Ủa, trong tái lắm. Ở trong còn sống, chưa mình chưa ăn liền được. Rồi mình để ăn kèm với mấy cái món này. Cái này là em rắc nó vô, bỏ vô mùi thơm. À, này là tai bị bỏ vô thịt bò hay gì đó. Đâu làm như là bỏ vô thịt bò vậy. Rồi rồi. Mình cứ nghĩ là bỏ thịt bò. Đây này lên bên đây bằng cái này. Để lên cái dĩa. Đây 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 đây. Ủa. Đây, để lên. Không nói là dĩa muối, tôi không biết là dĩa muối luôn á, tôi cứ tưởng là cơm chiên. Cơm chiên gì? Đây là muối giữ nóng, cách nhiệt tốt. Dạ. Ồ. Wow. Trời ơi, nó chảy kìa. Bơ nó chảy xuống kìa, bằng gia vị nó chảy, nó ướp vô cái miếng thịt bò kìa. Khỏi bao bên kìa, môi kìa. Thơm quá. Thơm quá. À. Giờ mình phải lật cái mặt à, à, lật mà. À. Ủa vậy thì bơ có cần thêm bơ trên hả? Hay là bơ thấm không trên rồi? Mà thôi, còn đâu nhiều bơ quá nó ngán ba. Bơ chủ yếu tạo mùi thơm. Dạ. Không, nó không có bị dính cái bò gì. Yên tâm, để lên mấy miếng muối không? Còn mặn mặn, mặn ăn đã lắm ba. Dạ, wow. Trời ơi. À, giờ này mình chỉ cần đặt lên thôi. Đúng rồi. Em có tưởng em là chà, 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 chà. Chà là mình ủi áo á, thì nó mới bự, thì nó mới chà nữa. Cái này miếng thuật. Ây da, hồi hộp quá. Mình là người khai dao khai nĩa đầu tiên. Ừ. Từ từ mình phải đã mới ăn mỡ rồi. Ăn mỡ xong dỗ luôn kìa. Ồ, nhìn lập giữa kìa. Bản thân nó bò Mỹ đã ngon rồi, làm tái tái mềm mềm ăn đã lắm. Nó có nước sốt rồi đúng không? Có nước sốt đặc biệt của Guru mà. Nước sốt vô nó cộng hưởng sao nè. Trời, tôi không biết diễn tả sao luôn á. Nó nồng, biết ăn mà nó đã. Tôi vẫn nhận thấy được cái vị dai, cái sự dai thịt bò. Trời ơi, em xin phép mình nha. Xin phép mọi người. Thơm, thơm lòng. Hạnh phúc nhất lúc này. Nó khó tả nha. Mặn mà, đậm đà, thơm, hùng thơm. Mùi thơm rất là tổng hợp của rất nhiều mùi gia vị khác nhau. Một phần như vậy là bao nhiêu tiền anh? 450 ngàn. Xác đánh á. 400. Phải không ha? Tớ có việc tớ. Đứng lại đó. Dù gì mình cũng đã từng ăn chung với nhau rồi thì bây giờ. Cái này thì giờ nói công ty cuối tháng trừ lương lại.